Sáng giờ Phương đi cũng khá là mệt mà còn cũng bác không chị. Đổ. Trời ơi, vậy là mặn lắm rồi. Mặn hả? Một tay quay phim. Trời ơi, liền phèo. Trơn đó, trời nắng nữa, khát nước. Ngon chứ, đây ăn trái thôi, ăn hai trái. Một là bỏ tủ lạnh. Cái này mình xay á. Đúng rồi, cái này xay uống quẩn mát. Cái chua bơm này ăn nó hơi mát lắm, nó không có độc. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Trưa nay thì Phương sẽ quay thôn Phú Hữu, xã Ninh cho bà con các bác anh chị. Phương sẽ chạy xe ha, đoạn nào mà Phương thấy nhà cửa rồi buôn bán đông đó thì Phương sẽ quay bộ cho bà con các bác xem. Bây giờ là cũng 10 giờ bà con các bác anh chị. Bây giờ Phương sẽ đi xe ha. Con đường làng này. Con đường làng này thì Phương có lần đầu tiên Phương quay nè. Bây giờ Phương mời bà con các bác đi với Phương ha. Phương sẽ chạy từ từ. Trời là khá nắng đó bà con các bác anh chị. Mong rằng những cái video Phương đăng lên đó, nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh và like cho Phương. Phía bên đây thấy một gần cái con đường bê tông thì có một cái ao nước này. Thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích. Ao làng. Ồ, cái ao này khá dài bà con cô bác anh chị. Bên đây có cái chợ này. Vắng. Rồi cái chợ. Chợ Phú Hữu. Phương sẽ vậy sẽ chạy chọc chọc cái con đường bê tông này. Sẽ dẫn Phương đến đâu ha. Có một cái quán cà phê. Cái ao dẫn tới cái cầu. Nhà sinh hoạt cộng đồng. Phương hỏi cái tiệm bánh mì. Chào chị, cái con đường bê tông này sẽ dẫn mình sẽ chạy ra hết con đường này, nó sẽ ra đường lộ hay sao chị? Đúng rồi. Trung tâm xe ở dưới này là cái làng bà con đông không? Làng dưới này đông không? Bên này có một cái ngôi chùa nữa nè. Bây giờ Phương sẽ chạy tiếp ha. Rồi cảm ơn nha. Vô nữa nè. Chùa Phú Quang. Đây là chùa Phú Quang bà con các anh chị.
bên này thì cách xa biển. Ở đây Phương nghĩ chắc bà con làm nông. Ở đây tôi thấy nhà cửa đó rất là rộng mà con có bán anh chị. Đây có một con hẻm nữa nè, bên này phía có con hẻm đấy, có con hẻm. Mấy chỗ này là con nghĩ chỗ này có ngập nước này, mấy con đường ngay chỗ này là lên này là phía lúc thằng này là lên cao này, đổ nước xuống này chắc là nhiều lắm, mùa mưa là chắc đổ nước nhiều. Trường mầm non nên ít. Bên này bán dưa. Ồ chắc. Chào em gái ơi. Có bán dưa hả? Bán cho anh miếng dưa coi. Trời khát nước quá. Phương đi mệt quá thì Phương thấy cái chị này bán dưa. Đã, Phương coi cái dưa nào ngon ha. Đây là dưa hấu. Còn dưa bằng vàng là dưa gì em? Còn vàng nè. Vậy đây là dưa bơm anh. Ừ, dưa bơm hả? Dưa lê á. À, dưa lê hả? Dạ. Thôi bây giờ cái đó bán 1 kg là bao nhiêu? Dạ 20 ngàn, dưa lớn, dưa nhỏ 15. Ừ, thôi bán cho anh 20 ngàn đi, bán cho anh một trái anh ăn thử đi. Dạ. Để Phương thử ăn dưa bơm. Bây giờ Phương cũng có nước rửa giùm anh không? Rồi rửa giùm anh. Dưa này nó ngọt không em? Dưa ngọt. À, em làm sao làm nó ăn ngọt là được. Mình bán ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Cái này là gần chợ, đổ xuống là chợ Phố Hủ. Dạ đúng rồi, cái đèn tí yếu tí xíu lấy 19 ngàn. 19, 20 cũng được. À, bên đây có một đoàn du lịch nữa nè bà con, có bác anh chị. Mấy người này đi xe, Phương thấy đoạn dưới kia mà đi bộ lên đây rồi. Ở trên này có chỗ du lịch hả em? Dạ đúng rồi, trên bãi hồ du lịch. Ủa lối đó là lên bãi hồ hả? Dạ. Phương bên này Phương thấy xoài. Xoài gì trái dài đã, Phương qua đây hỏi thử. Phương thì cũng ít cành lắm bà con, có bác anh chị. Mà tánh Phương cũng hay hỏi nữa. Rồi giờ em gái trời khá nóng. Rồi gọt giùm anh. Còn xoài bên đây bao nhiêu ký em gái? Dạ xoài. À chị. Dạ, bên đây bao nhiêu tuổi rồi? 42. À 42 nhỏ anh rồi. Xoài là 12 ngàn một ký. Cái giống đó giờ xài gì em? Xoài Đài Loan. À xoài Đài Loan. Ở đây làng mình trồng luôn hay em? Dạ trồng. Làng Phú Hữu trồng luôn. Dưa này cái xoài này nó giòn lắm, nó ngọt lắm. Ngọt lắm hả? Thôi để anh từ từ anh ăn thử. Anh mua một ký kia ký nọ. Ồ ở đây nắng chang chang mà con có bác anh chị. Mong rằng những cái video Phương đăng lên đó nhiều khán giả đăng ký kênh và like cho Phương ha. Em gái, cái ngã ba đây được kêu ngã ba gì? Đây là, ở đây là đường lên Ba Hồ chứ không phải là đường lên Ba Hồ. Còn quẹo qua phía bên này. Quẹo đây đó là đi về dưới Tân Đảo. À Tân Đảo. À Ngọc Diêm hả? Để lát anh sẽ đi qua cô lại của con đường này. Ở bên, phía bên ta quẹo qua con đường bên tay trái là làng đông không em? Dạ đông anh. Đông lắm hả? Đông một đoạn từ đây xuống kia thôi, tới nơi địa rồi dán xong que ra đường cái quốc lộ chạy xuống lại là rất là đông. À vậy đó hả? Để sẵn đây là chút nữa Phương chạy. Chạy ví dụ mình chạy xe đó, mình chạy từ từ đó xuống khoảng bao nhiêu phút, 5 phút không? Cỡ 5 phút, 10 phút. 5 phút hả? Em gọt cho anh căng trắng luôn cũng được, anh gọt giùm anh vỏ. Dưa bơm. Ủa cái rẫy của mình gần đây không? Dạ, bà con trồng ở đây gần không? Dưa bơm nè. À cái này trồng trên núi hả? Ồ dưa bơm này em nói là trồng trên núi bà con có bán anh chị. Ở đây đa số là bà con ở đây là làm rẫy đúng không em gái? À rẫy làm nông. Rồi cho anh ăn miếng ăn thử như thế nào? Rồi có muối nè. À có muối hả? Cho anh miếng muối ha.
Cho anh miếng á. Cái giờ Phương đi cũng khá là mệt mà còn cũng bám chị. Đổ. Trời ơi, vậy là mặn lắm rồi. Mặn á. Một tay quay phim. Trời ơi, liều phèo. Trơn đó, trời nắng nữa, khát nước. Ngon chứ, đây ăn trái thôi, ăn hai trái. Một là bỏ tủ lạnh. Cái này mình xay á. Đúng rồi, cái này xay uống vỏn mát. Cái vô bơm này ăn nó hơi mát lắm, nó không có độc. Ngon. Dưa này làng mình trồng. Làng nến ít mình trồng. Còn mình đi lên cái ba hồ nữa bao xe em? Cỡ tầm cây rưỡi số. Cây rưỡi số. Thôi em cầm, em đỡ đây em cầm chứ. Trái này sâu rồi. Tại giờ nó không có. Có sâu không em? Không không. Có sâu cỡ ấy không? Không không, nó không có thuốc cho nó. Ở đây có bán cái trồng dưa lưới không? Dạ không, ở đây không có trồng dưa lưới. Ây da. Rồi có cánh té là ngon ấy em gái không? Dạ có cánh té. Rồi đó, đâu, ý nói là ngâm cái này. Mình bỏ tủ lạnh á. Tủ lạnh ăn ngon, gọt sẵn xong rồi để tủ lạnh nên là mới mát ăn. Em bán đây lâu ha? Dạ. Bán được ngay chỗ này là mình bán hồi giờ luôn trái cây. Dạ. Hết mùa thì mình bán cái gì? Nói chung là quanh năm hết, có cái này không có cái này, có cái khác. Nói chung là chuyên trái cây thôi. Rồi Phương ăn trái nó hết rồi. Còn hết trái luôn. Bị nha. À, hai bị nha anh đây em. Ăn xay, ăn xay. Xay đất kia bằng xay tượng hay là gì em? Để xay đài lô. Em mua ở khác về hay là ở mình trồng? Ở mình luôn. Thật, một ký bao nhiêu em? Dạ 12 ngàn. Trời ơi, rỉ dữ vậy. Thôi lấy anh ký đi. Tại vì nói chung thời này mà xuất khẩu nó không đi được chứ nó đi là mấy chục ngàn một ký thôi. Không. Tại vì Trung Quốc nó không có ăn nè. Mà phải bán năm nay nhà vườn lỗ. Giờ cái gì cũng buôn bán khó ăn em ơi. Trái nha, nhiều lấy nhiều nha. Có cần phải lựa đúng ký đâu em. Đó, một cái rưỡi luôn, nhiêu tiền? Cái này là 18 với nữa, cái kia 20 là 33, à 3, cái kia 19 là 37. Rồi 37. Sao em kiếm cái nào lớn lớn cho anh đủ 40 luôn em? 40 luôn đi. Hai dừa hả hai? Ngon nha. Thì vợ chín nha, chín cũng được, còn chín cũng được. Nhà em gần đây không? Dạ gần. Gần đây luôn hả? Gần chợ luôn. Chợ ở đây anh nghĩ cái này là mất cái bè 19 ngàn giờ bỏ. Thôi 40 cũng được em, 40 luôn cũng được. 40 luôn đi. Giờ em bỏ cái vô bơm nữa. Thôi mà không anh ăn không ăn nữa đâu. Nhiêu đó là được rồi. Rồi 40. Em nói là xài ngon. Em tên gì? Em tên Hằng. Tên Hằng, bán ở vị trí này, ngã ba. Ngã ba, hồi nãy em kêu ngã ba gì quên rồi. Đây là đường vô Ba Hồ. Đường vô Ba Hồ, ngã ba, đường vô Ba Hồ, Phú Hữu. Rồi 40 luôn ha em gái ha. Rồi, em cảm ơn anh. Trên xe của Phương kìa. Cũng treo đủ thứ hết mà con có bán đó. Anh chị. Khát nước thì có cam, sữa. Nhiều khi mình đi đó, mình cũng bồi dưỡng một chút cho mình để có sức mà đi á bà con cô bác anh chị. Anh đi làm từ thiện hay sao vậy? Không, từ thiện thì anh cũng đi làm luôn, anh cũng quay luôn. Cả hai hoàn cảnh khổ thì mình cũng giúp cho họ tiền đó em. Ở đây nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm. Nhiều lắm hả?
Bây giờ chỗ Phương bị vé con một câu đây nuôi 4 đứa con em lũ ngoài đường biết luôn. Em á hả? Em mấy đứa con? 4 đứa con luôn. Còn ông xẻ đâu? Ông xẻ em bỏ lâu, chồng trước thì mất, chồng sau thì bỏ. À. Bốn cháu bây giờ bốn cháu làm sao? Về, còn đi học hành gì không? Về hai đứa còn đi học, anh còn một đứa thì nó mới nghỉ học lớp 9 này, nó mới đi làm ở công ty. Ừ. May mới đi làm có chưa được năm. Công ty gần đây luôn hả em? Công ty Xí Dầu á. Công ty Xí Dầu. Ồ, đi từ đây ra Xí Dầu luôn hả? Đi xe buýt đưa đón chứ? Rồi con trai em thì nó bị tai nạn, nó mới cắt cái thận. Ừ. Cái lớn. À. Giờ nó cũng mới cắt hai B năm rồi. À. Giờ nó mới có vợ. Ừ. Mới có vợ năm rồi, đây rồi. Của nó chung với em. Ừ. Chưa có việc làm. Vợ đang đi xin việc làm. Ừ. Đó, mình em thì lo. Con nhỏ của em là ba mấy tuổi? Con nhỏ em là 8 tuổi. 8 tuổi. Mẹ cháu nó chưa đi học anh, tại vì giờ nói chung là từ lúc vợ chồng lục đục á, sau là cháu nó tới giờ em cũng có điều kiện cho biết đi học. À. Em bán ở đây đó là bán một ngày bình quân thì em lời bao nhiêu? Có bữa thì kiếm ngày thì kiếm 150, 170, cao lắm là 200. Bây giờ em đeo cái mic vô ha, em nói cho nó rõ đó. Rồi, một ngày em kiếm nhiêu? Dạ, ngày cao nhất thì được 200 anh. Còn ngày nào ít thì được 150, 120. Ừ. Ở nhà thì nhà em là... Nhà em là ở đây chạy xuống, ở dưới căn chỗ gần cây xăng Ngọc Diêm á. Ừ, cây xăng Ngọc Diêm đó hả? Dạ. Bây giờ em nói cái địa chỉ cho em chính xác ha? Dạ. À, rồi số điện thoại ha? Dạ. Cái này là anh không hứa trước ha. Dạ dạ. Có duyên thì gặp lại ha. Dạ. Có nhiều khi mà anh quay như thế này đó. Dạ. Rồi em thấy không, thấy anh không trở lại đó. Dạ. Thì em nghĩ anh thế này thế nọ không hay, anh cũng nói trước là dạ, có duyên thì anh em mình gặp lại. Dạ ok. Dạ. Thì Phương cũng nhiều khi mà Phương cũng nói là có dịp về lại, sẽ quay lại đó. Nhiều khán giả nói là Phương hứa, nhưng mà thật ra thì Phương không bao giờ Phương hứa cái gì cả. Cái gì cái duyên nó sẽ gặp lại hả em ha. Dạ. Bây giờ em đọc cái số điện thoại này nè. Dạ. Số điện thoại của em đó và tên của em ha. Nếu mà anh không đến, có thể những khán giả ở làng mình, dạ, sẽ biết đến em và có thể điện cho em. Dạ. Như thế nào đó thì anh không biết. Rồi bây giờ em đọc lại cái số điện thoại của em và tên của em ạ. Dạ, số điện thoại của em là không, chờ em tí xíu em. Không 769 anh. Rồi. 0769592. Rồi. 172. Rồi. Bây giờ em đọc lại một lần nữa đi, tự xe cái nó to quá. Dạ 0769. Rồi. 592. Rồi. 172. Rồi. Dạ. Em tên? À, em tên là Phùng Thị Hằng. Rồi, ok ha. Thì em nói là cái hoàn cảnh của em thì cũng nuôi 4 đứa con đó thì cũng rất là khó khăn. Thì Phương đăng lên thì có gì đó thì khán giả bình luận với Phương ha. Đây là thôn Ninh Ích. Dạ, xã Ninh Ích. À, xã Ninh Ích. Nhưng nhà em bán là ở tại thôn Phú Hữu, còn nhà em là ở dưới thôn Tân Đảo. À, Tân Đảo. Dạ, trước cái thôn Tân Đảo xuống đi xe không? Dạ, gần. Cũng đi con đường đây hả? Dạ, đi chạy thẳng xuống xong rồi chạy vô lại là thôn Tân Đảo. Rồi, ok em ha. Dạ. Giờ Phương rồi chào em, chúc luôn em luôn may mắn nha. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Ừ. Giờ Phương sẽ đi xuống như này. Em là gốc ở dưới gốc tại đây luôn. À gì đó hả? Rồi chào em. Phía trước màn hình bà con cô bác anh chị là lên Ba Hồ đi lối này, nhưng mà Phương không lên Ba Hồ, Phương sẽ quẹo qua phía bên này. Nghĩ như đây, chỗ này là suối chảy rất là nhiều này, thành ra cái đoạn ngã ba này thì đường thì hư, là còn các bác anh chị. Giờ Phương sẽ đi lối này.
Rồi bà con cô bác đi với Phương tiếp tục. Phương đi tới đoạn này rồi, không biết đoạn này đi đâu á bà con cô bác anh chị. Ồ, rất là nóng. Là Phương thấy phía bên này có một cái căn nhà, Phương vô Phương hỏi thử. Ồ, trước nhà Phương thấy ở đây có sồi rất là nhiều bà con cô bác anh chị, sồi nhỏ nhỏ này. Dạ con chào cô. Dạ. Con đi quay làng mình đó mà tới đây con không biết đi đâu nữa, con thấy cái ở trước đường là người ta phơi lúa. Rồi con thấy nhà cô có cái sồi này. Ở đâu mà đi quay đi làm không yên hả? Dạ con quay cho bà con ở xe xem về làng của mình đó cô. Thôi. Dạ. Dạ, con quay hàng xóm rồi cho bà con ở xe quê nhớ nhà xem. Ô trời cô, sồi này sồi gì vậy cô? Dạ. Sồi đấy ngọt lắm cô. Thôi nó chua là con sợ rồi. À, bây giờ cô ra đang kêu bằng cái này là kêu bằng mình xáo cho nó khô hả cô? Dạ. Nhà cô làm ruộng ở gần không cô? Ruộng cách nhà cô bao xa? Cách cổ. Chưa đầy cây số đâu. Dạ. Cái làng đây kêu bằng làng gì cô? Làng Ninh Ít. Làng gì cô? Ninh Ít. Ninh Ít, làng Ninh Ít. Sớm kêu bằng sớm gì cô? Thông Hoàng Thuận. Dạ, Thông Hoàng Thuận. Nhà cô ở đây nè. Còn lúa con thấy cái cây lúa rồi cô làm lại là làm cục này là để cho bò ăn đúng không cô? À rơm nè bà con cô bác anh chị, đây là rơm. Ô nhà cô cũng có mít nhiều nữa nè. Ồ mít to lắm bà con cô bác anh chị. Cô mít đây là mít ướt hay là mít ráo cô? Mít ráo hả cô? Ồ một trái đã 5 kg không cô? Hơn 5 kg hả? Nhẹ. Dạ. Ở trong đây là con đường vô du lịch Ba Hộ và con cô bác anh chị. Nhà cô có nuôi bò nữa kìa. Dạ lên kênh Nha Trang Biển Xanh á, lên YouTube á là thấy cô. À con 6 giờ chiều hay là 6 giờ sáng là có cô ha, trên đài truyền hình ha cô ha. Đài truyền hình tên là Nha Trang Biển Xanh. Dạ dạ cô đọc lên Google á, Nha Trang Biển Xanh coi bên Google hả? Dạ YouTube á.
Ở đây người ta cũng nuôi yến nữa bà con cô bác anh chị. Mấy cái nhà yến nè cô, ở đây nhà yến nhiều không cô? Đó hai nhà, dưới trên kia cũng mấy nhà trên kia. Dạ, nuôi yến, yến kêu bằng yến trong nhà đó bà con cô bác anh chị. Ôi phui. Bên này có một cái mương nước nữa nè. Cái mương đã tưới tiêu nè hả cô ha? Phía bên đây là mình trồng gì cô? Rau muống. Bên đây là rau muống ha? Rau muống thì khoai sát á. Dạ khoai sát. Còn cái luống bên kia thấy đỡ trống là trồng cái gì cô? À, định trồng đậu phộng hả cô? Phơi cái này là mày là chiều là xong là đem vô luôn hả cô? Là không phơi nữa. Chiều là khô, không có phơi nữa. Dạ. Mình đảo mỗi lần mình đem ra phơi đó, mình đảo mấy lần cô? Đảo 3-4 lần. 3-4 lần luôn. Nắng dạ. Vì nó mới khô. Dạ, cứ đảo qua đảo lại gì nè. Nó mới khô chứ không sao nó phải. Dạ. Thôi cô làm nha cô. Bây giờ Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương sẽ tiếp tục đăng cho bà con cô bác xem. Bà con cô bác khán giả yêu thương thì đăng ký kênh và like cho Phương đó, để Phương có nhiều động lực Phương ra nhiều video mới. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.